Xin chào các bác nhé. Đây, giá táo 20 tháng 12. Quả táo đây. Thực sự là quả này không phải nghĩ các bác nhé, to không? Thực ra là những quả loại 1 thì nó cũng lôm côm các bác nhé. Đây, cả quả này với quả này nó khác nhau nhìn. Táo bây giờ thì bắt đầu vào chính vụ rồi. Đấy, tuy nhiên là cái người lượng người mua rất là nhiều. Đây, Đài Loan đã chín rồi đây các bác ơi. Đấy, đây là bên này làm gọi là Đài Loan. Đài Loan bây giờ mới bắt đầu chín này chị. Và đấy, quả Đài Loan bắt đầu chín này các bác nhé. Táo Đài Loan bắt đầu chín này. Đây, đây. Đài Loan nó to các bác. Đây. Đây, thử cân nhé. Thử cân xem hai quả Đài Loan này bao. Đây hả chị? À. Đấy, ui. Hai quả 3 lạng các bác này. Nhìn này. Thấy chưa? Hơn 3 lạng nhé. Đấy. Đây, quả này. Một quả này là 1 lạng rưỡi. Đấy. Một quả 1 lạng rưỡi các bác nhé. Đấy, Đài Loan này. Nhìn quả tướng nó cuống nó to thô lỗ ấy. Đấy, đây các bác nhìn này. Thấy chưa? Đây là 2 lạng này. Đây là 3 lạng này, 3 lạng hơn này. Bao nhiêu hai quả bao nhiêu? Hơn 3 lạng bác. Thế là 1 lạng rưỡi một quả. Thế thì lạng 6 một quả. Thế thì những đó. Kia 6 quả cân nhỉ? 6 quả 1 cân. Năm kia của ta 6 quả 1 cân ấy. Đấy, 6 quả 1 cân. Đây. Đấy, các bác cứ chăm mạnh vào là 6 quả 1 cân nhé. Đấy, đây. Quả nó to như thế này cơ mà. Đây, Đài Loan đây. Sang để so luôn quả Đài Loan và Xuân để các bác nhận biết luôn nhé. Nhìn thấy chưa? Đấy, Xuân đây, các bác nhìn này. Đặt lên đây các bác nhìn thấy có thấy khác không? Có thấy khác không? Khác hẳn nhé. Cuống của nó múp lên này. Đấy, múp lên này. Nó không có khứa. Nếu quả táo đại hoặc táo thái nhé, thì ở cái cuống này nó có cái khứa này. Đấy. Khứa và nhăn, gọi là cái nhăn ấy. Đấy, còn táo Đài Loan này quả nó bóng và nó đẹp như này. Nó tròn như này. Thấy chưa? Giá ngày hôm nay đỉnh cao nhất là 28-30 các bác nhé. Đây bên trong này là đào vàng này. Đấy. Đào vàng này. Chị Lương ơi, cảm giác đào vàng này hái hơi xanh xanh ý. Hơi xanh này, cái mớ này. Đào vàng nó phải hái, quả nó phải vàng lên thì mới là chín nhé. Còn như thế này là hơi xanh này. Trắng quả rồi nhưng nó phải vàng nhé. Đây nó vàng như thế này này, thì rất là thơm. Ngâm rượu cực ngon luôn, cực thích luôn nhé. Đấy. Hay là lại mua hái thêm à? Quên hái gì quên. À hái xong rồi còn quên nữa. Hái tháng này hái kia đi bán rồi là quên. À vâng. Hơi sen. Cái này là cái thằng hai này. Hơi sen tí. Anh ấy bỏ cho. Đây, còn đây là hàng loại hàng chân đây. Nóng sốt đi. Cái này được 2 tấn chưa chị Loan? Hơn 2 tấn không? Tấn rồi. Thế không hơn à? Không có táo chín. Táo Z không chín kịp, không đủ mua. Đây, đóng số phê này. Lạnh quá các bác ạ. Miền Bắc ngày hôm qua hôm nay toàn mới dưới 10 độ thôi. Đấy, cứ hái tại cánh đồng nhé. Đây, cánh đồng dưới kia, lùng quanh đây này. Đấy, xong mang lên dọc đường to, đường nhỏ là thu mua rất nhiều các bác nhé. Đấy thì giá táo ở các bác bán có cao không? Đấy, giá táo trên em thì không có để mà mua, tức là người mua không có táo được mua. Và giá táo là 28-30 nghìn loại đẹp nhé. Của bà kia bao nhiêu đây? Giá nhiêu đấy hả Lương ơi? Đấy. Đấy thì các bác có táo thì một là bán nó như thế nào, chỗ các bác bán ra sao nhỉ, kể qua cùng comment để giao lưu anh em nhé. Tất cả đóng xốp, đi xốp hết, đi ra Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh, Nam Định, các thành phố lớn nhé. Và đây khẳng định các bác là táo sạch phi điền nhé, tại quê Lục Ngạn luôn nhé. Cập nhật giá táo với các anh chị một chút, đẹp nhất 28-30, còn xấu hơn một tí thì giá xấu nhé. Đây đây, giá này giá xấu hơn này, quả này đẹp hơn này. Cái này chưa được 2 tấn các bác ạ. Chưa được 2 tấn táo đâu.
Xin chào và hẹn gặp lại các bác nhé.